bỏ đi chớ để làm chi. Hoa tàn hoài không héo, anh đã nâng niu cành hoa nở sao nói những câu cho buồn ba cánh hoa tàn. Nói thiệt anh ta nói chuyện hay quá mà trong bụng em buồn, bởi vì người ta thường nói làm hoa cho người ta hái, còn sanh ra phận gái là để cho người ta thương. Chuyện đó là lẽ thường tình, có gì đâu mà em bảo là buồn ở trong bụng. Dạ buồn cho anh ta, cái lòng dạ của đàn ông mà chỉ thương hoa khi còn nở trên cành, rồi vội bé nhành khi cành hoa. Thiệt chứ có bóng gió chi đâu, sao em nghĩ gần tính xa chi cho trong giá buồn lâu. Tại vì em nghĩ tới cái phận của em sau này, chắc cũng không khác gì cái phần cánh hoa nọ. Nghĩ tàn là ông bướm dội xa bay. Em nói vậy đâu có phải lẽ em ai, cái phận của em thì đâu có ăn nhầm gì tới cái phần hoa nọ. Cái hoa bữa trước người ta nâng niu, bữa sau người ta dứt bỏ. Cái phần đàn bà có khác gì đâu. Hiểu rồi, có phải em nghĩ là cái giả của hoa cũng như loài bướm nó? Bướm chỉ kệ hoa khi hoa còn rực rỡ, rồi vội vỗ cánh bay khi nhụy úa hoa. Sao em nói là cái lòng dạ của đàn ông á, chứ nói cái bụng dạ nào. Thôi mà nói lẫy nói hờn mắc mỏ chi em hai, bởi em chẳng phải là hoa nên hoa không là ông là bướm.
bởi qua chỉ biết khoe sắc vô ương, nên ông bướm mới lỡ là khi qua héo. Chứ con người ta còn có nghĩa có tình, mà tình kia không héo còn nghĩa nọ đâu tàn. Anh ba nói anh ba là người có tình có nghĩa, mà cái nghĩa nọ không tàn, còn tình nọ không phai. Sao anh ba còn biểu em hai cành hoa héo bỏ đi, không thương xót qua kia đã một thời sắc hương rực rỡ. Đó là hoa muốn nhắc cho em hai nhớ, cái sắc hương nào rồi cũng có lúc tàn phai. Nó nở đời chỉ có cái tình nghĩa với nhau, mới không như hoa nọ héo tàn theo năm tháng. Chớ không phải anh ba là ông kia bướm nọ, đợi lúc xa bài thì hoa héo trên cành. Em hai đừng nói quan cho qua tội nghiệp, xin thề có đất trời lòng qua quyết chẳng đổi thay. Nhưng mà anh ba có thề là thề thốt với ai á? Chớ em với anh ba mới gặp mà anh ba thề làm chi?